Xin chào các bạn. Hôm nay Ngọc Anh có một món quà rất đặc biệt dành tặng cho Huỳnh. Và hôm nay anh Phúc bị ốm, thế nên là không đi được. Chúng mình đang ở sân bóng Edison ở khu đô thị Eco Park. Cùng chờ xem món quà này cho Huỳnh là gì nhá. Hôm nay là một trận đấu cực kỳ đặc biệt, có dàn sao của Hoàng Anh Gia Lai. Đố em biết là có những cầu thủ nào? Có Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy. Ngoài các bạn ấy ra còn có cả Văn Toàn này, Minh Vương này, Tuấn Anh nữa. Bây giờ Ngọc Anh sẽ đưa Huỳnh tìm kiếm cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai nhé. Không nói được. Tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Hôm qua trao nhau món quà, hôm nay mình thành. Nhìn bức tranh của Xuân Trường đi, mọi thứ đã trở lại rồi, tuyệt vời quá. An toàn. Tuấn Trường. Rồi, chúng ta ngăn rất mạnh. Bóng vẫn hơi sâu. Có dấu hiệu chỉ bóng của Trung Quân. Tiếp tục Việt Anh. Chuyển đến Dũng Hơn. Dũng Hơn. Dũng Hơn di chuyển rất nhanh ở khu vực cấm địa. Anh Thế, đánh đâu! Cầu thủ Hoàng Gia Lai Mizuno vẫn đang đứng cửa sân. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Vista cũng đang có được những tình huống và một cách chắc chắn. Tuấn Anh. Không được. Chưa tới hàng lần tiên với cầu thủ Hoàng Gia Lai.
Chào Tuấn Anh. Dạ, anh ạ. Dạ, em khỏe không? Em khỏe anh. Lâu dạ. Không gặp Tuấn Anh. Dạ. Chấn thương của em dạo này thế nào rồi? Em ổn ạ, em bình thường. Dạ, đợt này em tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị mùa giải mới. Dạ. Trận đấu hôm nay em cảm thấy thế nào? Hôm nay em cảm thấy rất vui khi được góp mặt vào một cái sự kiện ý nghĩa như thế này và được giao lưu với tất cả những người hâm mộ. Dạ. Cảm ơn Tuấn Anh nhá. Dạ vâng, ok. Chúc em thành công hơn nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Ok, cảm ơn Tuấn Anh. Huỳnh là bây giờ Huỳnh sẽ vào làm thủ môn đúng không? Bên nào? Ok, vào đi. Ở trận đấu trước thì chúng ta thấy là Huỳnh đã ngồi dự bị. Tuy nhiên là bạn ấy cũng đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi được chụp hình. Các bạn ơi, Huỳnh đã ra đây rồi. Và trong trận đấu của anh thấy bạn ấy có vẻ như ít đất diễn hay sao ấy? Em cảm thấy hơi ít tình huống. Bởi vì đội đá được rồi, thì lần tới Ngoài sẽ mang Huỳnh đi thi đấu nhiều hơn ở những trận cầu mà có nhiều ngôi sao hơn và áp lực hơn nữa nhá. Hy vọng bạn ấy sẽ tiến bộ hơn thật nhiều nữa. Và chúng mình cũng rất là vui hôm nay được góp mặt trong trận cầu từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung. Hy vọng với số tiền mọi người ủng hộ được sẽ phần nào giúp đỡ được đồng bào của chúng ta vượt qua những khó khăn. Và bây giờ chúng mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.